Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Ở trong vũ trụ đầy kỳ diệu của tác phẩm Thôn Vệ Tinh Không của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, chúng ta bắt gặp nhiều cấp độ sức mạnh khác nhau. Hôm nay chúng tớ sẽ đưa bạn vào một hành trình chi tiết để khám phá từng cảnh giới độc đáo trong câu chuyện này. Xin lưu ý rằng video này sẽ không bàn về cảnh giới của Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đây cũng là lần đầu chúng tớ đánh giá tác phẩm Thôn Vệ Tinh Không. Vì vậy nếu như có bất kỳ sai sót nào, chúng tớ hy vọng sẽ nhận được sự thông cảm và góp ý của các bạn. Và bây giờ, hãy bỏ qua mấy câu chuyện vặn vẹo và khám phá nội dung chính của chúng tớ ngay bây giờ thôi. Cấp độ đầu tiên, học đồ. Cấp học đồ được chia làm 3 cấp là cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng và cấp chiến thần. Trong mỗi cấp độ trên lại được chia làm 3 cấp nhỏ là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Thực tế trong vũ trụ cấp học đồ cũng được chia làm 9 cấp, cấp học đồ bậc 1 đến bậc 9. Thế nhưng do lúc này La Phong vẫn ở trên địa cầu nên cách gọi theo cách địa cầu. Những quá trình tu luyện đầu tiên cũng được bắt đầu từ cấp độ này. Cơ thể bắt đầu biết hấp thu năng lượng trong vũ trụ đầy biến đổi, phát triển gen. Chỉ có thể sống trong hành tinh, không thể sống ngoài vũ trụ. Ở trong vũ trụ không được coi là người, chỉ là tầng lớp nô lệ, không có quyền công dân. Tuổi thọ thì vẫn giống như cấp người thường, tuổi thọ tầm 100 năm, thế nhưng thường là lớn hơn 100 năm chút đỉnh. Tiếp đó là cấp hành tinh. Cấp hành tinh được chia làm 9 cấp độ nhỏ, bậc 1 đến bậc 9. Ở địa cầu thì gọi là tồn tại trên cấp chiến thần. Biết bay có được sức mạnh của riêng mình phụ thuộc từng người. Ví dụ như là sức mạnh của hỏa, thân thể toát ra lửa. Sức mạnh ánh sáng có tốc độ cực nhanh. Sức mạnh kim có cơ thể rắn chắc, tăng lực phòng thủ. Có thể lưu lạc ngoài vũ trụ mà không chết. Thế nhưng nói chung rất là khó khăn. Có quyền công dân, có chỗ đứng cơ bản. Tuổi thọ cấp hành tinh có thể sống trên 1.000 năm. Tiếp đó là cấp hành tinh. Cấp hành tinh cũng được chia làm 9 bậc, từ hành tinh bậc 1 đến bậc 9. Đối với địa cầu thì cấp độ này đã có khả năng hủy diệt thiên địa. Họ có thể bay vào vũ trụ, thế nhưng chỉ phi hành trong một hành trình ngắn, không thể trường kỳ sinh tồn trong vũ trụ được. Cấp hành tinh chỉ sống được ở những nơi bình thường trong vũ trụ, không thể sống được tại các hoàn cảnh như là sao Noron và lỗ đen. Tuổi thọ của cấp bậc hành tinh sống được trên 10.000 năm. Cấp tiếp đó là cấp vũ trụ. Cấp vũ trụ chia làm 9 cấp độ. Đối với địa cầu thì cấp vũ trụ có thể nói là thần linh không thể phản kháng. Cấp vũ trụ có thể coi là cường giả chính thức, có thể để mình trôi nổi ở trong vũ trụ, sống được cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt như là sao Noron và lỗ đen. Tuổi thọ của cấp vũ trụ sống được 10 kỷ nguyên, 100.000 năm. Tiếp đó là cấp vực chủ. Cấp vực chủ chia làm 9 cấp độ. Ở cấp vực chủ, họ đã có được lĩnh vực của mình. Trong lĩnh vực họ là vô địch. Tuổi thọ cấp vực chủ sống được 100 kỷ nguyên. Tiếp đó là cấp giới chủ. Cấp giới chủ chia làm 9 cấp. Cấp giới chủ có không gian riêng của mình được gọi là giới. Cấp giới chủ là thời kỳ ngộ đạo dễ nhất, là con cưng của vũ trụ, có thân thể vĩnh hằng. Giới chủ ngộ đạo 1 năm tương đương với vực chủ ngộ đạo 100 năm và bất hủ ngộ đạo 10 năm. Tuổi thọ của cấp giới chủ sống được 1.000 kỷ nguyên. Tiếp đó là cấp bất hủ. Bất hủ được chia làm 3 cấp chính là quân chủ, phong hầu và phong vương. Muốn đạt tới bất hủ, giới chủ phải đột phá được linh hồn hòa nhập thân thể để tiến vào cấp độ bất hủ. Giới sẽ thoát ra ngoài tạo thành thần quốc. Trong thần quốc mình rất là bá đạo, có lực lượng vô cùng. Tuy nhiên nếu như để thần quốc bị phá thì sẽ suy giảm sức mạnh rất là thảm hại và không thể thăng cấp được nữa. Chính vì vậy các bất hủ đều tuyệt đối không lộ ra tọa độ thần quốc của chính mình cho ai. Tuổi thọ có thể coi là bất tử, thế nhưng chỉ trong 3 kiếp luân hồi nếu như không được ký vào vũ trụ nhỏ của người khác. Bất hủ nếu như không bị giết thì sẽ không chết, có thể sống lại dù chỉ còn một phần nhỏ của tế bào nhờ thần lực. Muốn giết được bất hủ có hai kiểu về cơ bản, một là sức mạnh chênh lệch nhau đáng kể, đánh cho không thể sống lại, hay là đánh chết linh hồn bất hủ. Hai kiểu này gần như là áp dụng cho cả những cấp sau này, vì đạt tới bất hủ thì về mặt cơ bản là đánh không chết, đánh là trùng tù tái tạo lại, tỉ như là đánh cụt tay sẽ mọc tay mới. Tiếp đó là cấp vũ trụ tôn giả. Vũ trụ tôn giả có quy luật không gian hoặc là thời gian đầy đủ, ngoài ra còn có các quy luật khác, tỉ như là La Phong là quy luật kim thì thành kim không. Vũ trụ tôn giả có thể là vua một quốc ở trong 1.008 quốc gia trong nhân loại. Nói chung đạt tới vũ trụ tôn giả thì đã rất là bá rồi. Tuổi thọ như bất hủ, 3 kiếp luân hồi nếu như không được ký vào vũ trụ nhỏ người khác. Tiếp đó là cấp vũ trụ bá chủ. Vũ trụ bá chủ thực ra là vũ trụ tôn giả đỉnh cao nhất, cực mạnh nhất, siêu mạnh nhất thì được gọi là vũ trụ bá chủ. Đạt tới vũ trụ bá chủ, đến vũ trụ chi chủ muốn đánh chết cũng rất khó khăn chứ đừng nói là dễ dàng giết chết.
Tiếp đó là cấp vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ có thể coi chia làm 6 cấp độ dựa vào lực chiến. Những vũ trụ chi chủ mới thường là thuộc bậc 1 và bậc 2, phần nhiều và trung bình là 4, mạnh và cực mạnh là bậc 5 và 6. Thật ra vẫn có vũ trụ chi chủ thế nhưng lực chiến lại ngang chân thần, tức lực chiến lớn hơn 6, tỷ như nguyên lực chiến có thể coi là 10, La Phong thậm chí còn hơn thế nữa. Có hai con đường lên vũ trụ chi chủ, các vũ trụ tôn giả thường dùng là dung hợp hai đại quy luật không gian và thời gian. Sau khi thành công và nắm giữ được không gian thời gian đột phá thành vũ trụ chi chủ, còn La Phong thì theo con đường đạo thần thú, tức là dung hợp hai loại đạo, có 8 loại thần thú, dung hợp một trong kim mộc thủy hỏa thổ với đại quy luật không gian, dung hợp một trong phong lôi quang với đại quy luật thời gian. Vũ trụ chi chủ có khả năng nghịch chuyển thời không, hồi sinh những người dưới cấp độ vũ trụ chi chủ. Tiếp đó là chân thần, vũ trụ tối cường giả. Chân thần đã đạt tới cấp độ gen hoàn mỹ nhất, ở vũ trụ hải được gọi là vũ trụ tối cường giả, còn ở khởi nguyên đại lục thì được gọi là chân thần. Đạt tới chân thần, linh hồn và thân thể một lần nữa tách ra, linh hồn chân thần được giấu kín trong chân thần chi tâm của chân thần. Thần quốc sẽ lột xác thành vũ trụ nhỏ và tách ra khỏi vũ trụ nguyên thủy. Thường đường kính vũ trụ nhỏ là 1 ức năm ánh sáng, như là truyền thuyết như La Phong thì lại là 10 ức năm ánh sáng. Vũ trụ chính là chúng ta sống từ đầu đến giờ, được vũ trụ nguyên thủy ban cho ngôn xuất phát túy. Miệng nói sao thì xung quanh sẽ vậy. Chú ý cái này là được vũ trụ nguyên thủy ban cho chứ không phải đạt được. Và vũ trụ nguyên thủy cũng thu hồi khả năng phân thân của họ, vì thế các chân thần không có phân thân. Ở những cấp độ dưới chân thần, về cơ bản đều là con cưng của vũ trụ nguyên thủy và được vũ trụ nguyên thủy bảo vệ. Thế nhưng đạt tới chân thần thì vũ trụ nhỏ của họ đã ra ngoài vũ trụ nguyên thủy, kiểu như vũ trụ đặt cạnh nhau, ngang cấp nhau, nhưng vũ trụ nguyên thủy bá đạo hơn. Tuổi thọ có thể sống 3 kiếp luân hồi nếu như không được ký vào vũ trụ nhỏ của người khác. Thực tế nếu như xông vào luân hồi thành công thì chân thần có thể sống lâu hơn. Thế nhưng đã xông vào luân hồi mà không chết thì đã là hư không chân thần trở lên rồi, nên coi như chân thần chỉ có thể sống được 3 kiếp luân hồi là vì thế. Tiếp đó là hư không chân thần. Chân thần cần cảm ngộ diễn biến của vũ trụ, sinh ra như nào, kết thúc như nào, hủy diệt như nào, cảm ngộ và cảm ngộ nhiều hơn nữa. Tiếp đó là nhất niệm sinh, tắc hư không thành. Hư không chân thần đạt được ngôn xuất phát túy, không giống như là chân thần là được nguyên vũ trụ ban cho, còn hư không chân thần là tự cảm ngộ được, vì thế ngay cả nguyên thủy vũ trụ cũng không thể ngăn cản bọn họ khống chế hư không được. Lúc này sẽ là hư không chân thần, vũ trụ nhỏ một lần nữa biến hóa ảo diệu hơn, nhiều quy luật phức tạp hơn, lớn hơn, to hơn nữa. Hư không chân thần đã xông vào luân hồi, đã siêu thoát luân hồi, xuyên qua luân hồi thành công mà không bị đánh chết. Tuổi thọ đến hư không chân thần thì có thể coi là vĩnh hằng, họ sống mãi mãi hết vòng luân hồi này đến vòng luân hồi khác. Tiếp đó là vĩnh hằng chân thần, khi đã đến cảnh giới này, họ đã ngộ ra một vài ảo diệu của bản nguyên vũ trụ nhỏ của họ phát triển rất lớn, trong vũ trụ nhỏ có thể sinh ra chân thần, tuổi thọ là vĩnh hằng. Tiếp đó là hỗn độn chúa tể là xưng thánh, các loại quy luật không gian, thời gian, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, tóm lại 10 đại quy luật này đều xuất từ hỗn độn, có thể coi quy luật hỗn độn là quy luật trung cực. Tiếp đó là thần vương hay còn gọi là xưng vương. Thần vương có thể khống chế không gian hỗn độn vào trong cơ thể, diễn biến nó thành một vũ trụ. Ở trong vũ trụ này có thể sinh ra cường giả vĩnh hằng chân thần xưng thánh. Trong cả 3.000 duy độ, tỷ tỷ vòng luân hồi, triệu triệu sinh mạng đã siêu thoát luân hồi thành công mới có rất ít người được đặt xưng là xưng vương, tựa là thần vương, cực kỳ ít. Vừa rồi là các cảnh giới cấp độ trong thôn phệ tinh không. Nếu như có điều gì sai sót, rất mong các bạn bỏ qua cho. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.